Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lại ghế nữa. Bữa đánh tô 4 xe đâu xe cũng ghế. Xe giấy. Con quánh này nè nha mày. Ghế hoài vậy trời. Đánh thu hoài, ghế hoài vậy. Lốp quá. Lốp đẹp đi mà đâu có lốp đâu. Rồi. Không có cơ hội đánh lốp. Rồi. Lốp á. Đúng tức bừng vô. Trời ơi. Đây đây. Mày đẹp. Đó, rồi quýnh vô, ngay người dài trái là sợ liền. Đây, 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 hay quá luôn, trời hay quá.
Chưa thành thì gian này, gian này chưa thành công thì gian này.
với hoài vậy. Cái này cũng thành công thôi. Được. Có nhiều dán vậy. Anh Hải, anh có rảnh đứng chứng kiến dán này nè. Dán rồi thua. Dán rồi là em thua. Đó rồi. Anh muốn nói là ai thắng là tôi nói, ai thua rồi. Rồi thì em thua đó. Ai xe là lái, ai xe rồi. Xe đầu là khởi động mới tính. Xe khởi động là mình không tính rồi. Nó nãy nhớ. Nha. Vô. Hay quá. Không. Chờ. Hàng trái rồi. Con già cũng có chuyện gì chứ. Hai. Ngoại gì nó mà nhìn trời. Ngoại mà anh. Đó kìa chứ. Anh nhìn cái đàng hoàng đó, còn nó nhìn có vẻ là đông cầu á. Ba mấy ơi, ba hai. Thì số dẫn ba hai chơi rồi nó dẫn được gì chút. Rớt xuống hả? Đánh nè. Ừ. Ừ. Đánh nè. Đây 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 nè.
Bỏ luôn bánh, bỏ. Dài cao. Chừng nào ông quanh nó ra ngoài ngồi chứ, chưa ra ngoài nó ngồi mà. Nó bữa đó là xui thôi, nó chạy nhiều nó thở thôi. Giờ đánh cho ông Hàng. Không, giờ đánh chơi cho. Anh, đi vô đi ra vậy. Chạy vô đây, nhanh lên. Thank you.
dữ vậy trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quánh nữa. Nói gì?